Vâng, Ngọc Quang Bắc Giang thì cứ mỗi buổi sáng ra là muốn chào tất cả các bác và chúc các bác có những ngày làm việc mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc. Thì bên Ngọc Quang thì cứ mỗi buổi sáng là luôn luôn cứ như thế này, set up và kiểm tra các đơn hàng và chuẩn bị các mặt hàng đi cho các bác. Đây là chiếc những chiếc vang Siso và những bộ mic DE. Vâng, kể cả hàng mới nhưng bên em cũng đã test thử và kiểm tra rất là cẩn thận. Những cặp loa boss Mỹ cũng test thử chuyển đi cho các bác rất là nhiều. Mời các bạn cùng xem qua cái độ đẹp của những cặp loa bên em về theo đường e bay các bác nhé. Đẹp lức lở luôn. Đấy, còn nguyên cả mụn mốc này. 1, 2 2, 4, 5, 6, 7. Đẹp hết lớp luôn. Bác xem những sản phẩm nó đẹp đến mức lức lở như thế này, nó xứng đáng với đồng tiền các bác bỏ ra không ạ? Đấy. Đẹp xuất sắc đâu nha, đến từ chi tiết luôn. Các bác phải nói là rất là đẹp. Trên những sản phẩm loa Boss Mỹ bên Ngọc Quang tuyển chọn thật kỹ lưỡng. Vâng, cái này trùng bay trùng ấy nha, trùng tem đom các bác nha, phải nói là xuất sắc luôn, cực kỳ là đẹp. Trên những cặp loa Mỹ và những chiếc mic DE và những chiếc mic DE 4 số 8, mic DE 111 đang chuẩn bị kiểm tra rất kỹ. Em kiểm tra một lúc là 2 chiếc. Và cả những bộ mic Hàn Quốc này bên em cũng đã kiểm tra xong và chuẩn bị đóng gói cho các bác. Những mic Hàn Quốc đây là mã A hay là mã đắt tiền nhất của mic dây Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị. Vào bên ngoài kia thì anh em đang đóng những cặp 450C rất nhiều. Đây là những chiếc vang số bên em phải set up thật là cẩn thận kỹ lưỡng cho các bác. Vang Siso T68, đây là mic DE này các bác ơi, mic DE nhá. Đấy, mic DE vang số Siso T68 hàng mới cứng. Và những chiếc đẩy DE này cũng đã được test và kiểm tra kỹ cho các bác nhá, hàng chính hãng, hàng xịn của DE Acoustic. Còn bên ngoài này thì anh em cũng đang đóng gói những cặp loa 252 tiếp tục. Những cặp 450C cũng đang được lau chùi vệ sinh tiếp để đóng đi cho các bác. Vâng, đây là những bộ mic DE cũng đang chuẩn bị chuyển đi đây. 3 bộ các bác nhé, 3 bộ DE mã 111. Vâng, rất là nổi tiếng. Sản phẩm DE được lên đường với các bác rất là nhiều. Và sáng ngày hôm nay là tổng số đơn đã lên tới là 15 đơn rồi các bạn, 15 đơn cho tất cả các sản phẩm. Ok rồi, kiểm tra lốt con này. Vâng, anh em sẽ sau đây sẽ tiếp tục kiểm tra kỹ và test thử ghi đơn chuyển đi cho các bác. Xin trân trọng cảm ơn các bác, có nhu cầu hãy điện cho Ngọc Quang theo những số máy quen thuộc để được tư vấn thiết kế những bộ hát nghe
đẳng cấp và em sẽ set up rất kỹ lưỡng những sản phẩm và chuyển đi cho các bác. Mong các bác xem được video, hãy nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.